Phú Yên vừa phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên. Xác nhận thông tin này với phóng viên của VTC14 trong chiều nay, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, đó là bệnh nhân Dương Đình Toàn, 27 tuổi, ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên. Hiện công tác giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương này đang được gấp rút triển khai. Sở Y tế Phú Yên cho biết, ngày 27 tháng 6, bệnh nhân Dương Đình Toàn bắt đầu sốt cao 38,5 độ, kèm đau cơ, đau khớp. Đến ngày 30 tháng 6, toàn thân bệnh nhân xuất hiện thêm ban đỏ, nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa để khám. Nghi ngờ bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, bệnh viện đã lấy mẫu máu, gửi Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh làm xét nghiệm. Bệnh nhân âm tính với sốt xuất huyết. Đến ngày 7 tháng 7, bệnh nhân xuất viện về nhà và hiện sức khỏe đã ổn định trở lại. Sau đó, mẫu huyết thanh của bệnh nhân tiếp tục được gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm và đến ngày 28 tháng 7, Viện Pasteur Nha Trang kết luận mẫu máu của bệnh nhân dương tính với virus Zika. Hiện Sở Y tế Phú Yên đã lập đoàn giám sát tại gia đình bệnh nhân và 30 hộ xung quanh lấy mẫu máu toàn phần và nước tiểu của bệnh nhân và người nhà để gửi vào Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, đồng thời tổng vệ sinh diệt bọ gậy, phun hóa chất ổ dịch. Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa cung cấp danh sách bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa nội nhi nhiễm từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 để tổ chức giám sát. Hiện tại, Phú Yên chưa phát hiện thêm trường hợp nào nghi ngờ mắc Zika. Sở Y tế Phú Yên cũng cho biết đang triển khai gấp các công tác phòng chống virus Zika sau khi trên địa bàn ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Như vậy, đây là ca thứ 3 nhiễm Zika trên địa bàn cả nước sau 2 ca dương tính Zika đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 vừa qua tại Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh.